Tại sao vết thương vẫn chưa lành? Phạm Trần. Nhìn qua, ngoảnh lại, ngày 30 tháng 4 lại đến với gần nửa thế kỷ, chỉ cách trong ngoài mà sao vết thương dân tộc vẫn chưa lành? Câu hỏi này không mới mà từ năm 2019, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam, kiêm chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài của Nhà nước Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Đình Bin đã trăn trở sau 15 năm đi vào cuộc sống. Nghị quyết 36 của Đảng đã được thực thi phần nào, được cộng đồng hoan nghênh, tạo ra khá nhiều đổi thay. Nhưng tôi vẫn buồn, vết thương dân tộc thực sự vẫn chưa lành. Ông đặt câu hỏi, vì sao cuộc chiến ác liệt nhất đã kết thúc và đất nước đã thu về một mối hơn 4 thập kỷ mà dân tộc ta, nói cho cùng, đều là nạn nhân của sự đô hộ và xâm lược của nước ngoài nói trên, vẫn chưa hòa giải được với nhau. Cũng chính sự đô hộ và xâm lược của nước ngoài đó đã chia ly bao gia đình Việt và cả dân tộc Việt, gây ra cảnh huynh đệ tương tàn trên đất nước ta. Thế mà ta đã hòa giải được với họ. Còn chúng ta, anh em một nhà, nhiễu điều phụ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng thì lại chưa hòa giải được với nhau. Thắc mắc của ông Bin sinh ngày 10 tháng 7 năm 1944 tại Hải Dương có lý do, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam không nói ra vì không muốn nhận trách nhiệm chủ động trong công tác hòa hợp hòa giải dân tộc. Hơn nữa, trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tồn tại thành phần kiêu ngạo cộng sản, tự cho mình quyền từ chối đối thoại với những người bại trận. Những người này tiêu biểu như nhà nghiên cứu, doanh nhân, luật sư Nguyễn Trần Bạc nói rằng vấn đề hòa giải nên xem lại, bởi vì bài toán xung đột của chiến tranh đã được giải xong rồi, người thắng kẻ thua cũng rõ rồi, hòa giải là phải có hai bên. Vì thế tôi nghĩ bây giờ không có cơ sở nào để đặt ra vấn đề hòa giải. Hòa giải là kết quả của sự thương lượng chính trị của các phe chính thống giai đoạn trước 30 tháng 4 75. Còn hòa hợp là công việc mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm từ năm 1946 đến giờ, là một trong những thành tựu chính trị quan trọng nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy, nếu bên thắng cuộc mà chỉ muốn bên thua cuộc quay về tập hợp dưới trướng cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì làm sao có thể đoàn kết dân tộc được? Nghị quyết 36. Vì vậy, sau 19 năm ra đời của Nghị quyết 36 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, ban hành ngày 26 tháng 3 năm 2004, mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ. Vì vậy, Bộ Chính trị phải ra thêm kết luận 12KL ngày 12 tháng 8 năm 2021 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. KL12 nhìn nhận công tác người Việt Nam ở nước ngoài còn một số hạn chế. Có nơi, có lúc công tác người Việt Nam ở nước ngoài chưa được các cơ quan, tổ chức quan tâm đúng mức. Công tác nắm tình hình cộng đồng, tham mưu kiến nghị và phối hợp triển khai chủ trương, chính sách chưa sâu sát, chặt chẽ và kịp thời, chưa phát huy được tiềm năng thế mạnh của đồng bào ta ở nước ngoài. Do đó, Bộ Chính trị cho rằng công tác người Việt Nam ở nước ngoài cần tiếp tục được triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn, đặt lên hàng đầu chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc. KL12 cũng lặp lại những gì đã viết trong Nghị quyết 36. Theo đó, đổi mới đa dạng hóa, các hình thức linh hoạt trong triển khai vận động người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ gắn bó với quê hương, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nước sở tại, trở thành cầu nối, góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước. Kiên trì vận động những kiều bào còn có định kiến để củng cố niềm tin, yên tâm hướng về tổ quốc. Nhận thức và hành động phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc. Tiếp tục coi trọng, quan tâm hỗ trợ và phát huy vai trò của các lực lượng nòng cốt, những người có uy tín, ảnh hưởng trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Và chủ trương này rõ ràng là Nhà nước Cộng sản Việt Nam muốn thao túng hàng ngũ,
các tổ chức của người Việt ở nước ngoài để kéo họ vào quỹ đạo với Cộng sản Việt Nam. Nhưng KL12 cũng như Nghị quyết 36 đã không che được bản chất nói một đường làm một nẻo của lãnh đạo. Vì ngay đối với người trong nước mà nhà nước chưa hòa giải được thì làm sao nói chuyện phải trái với người Việt phải bỏ nước ra đi chỉ vì không sống nổi với chế độ. Theo ước lượng của các tổ chức nhân quyền quốc tế thì Việt Nam đang giam cầm từ 200 đến 300 tù nhân lương tâm. Những tù nhân nổi tiếng gồm có Trần Huỳnh, Duy Thức, Phạm Chí Dũng, Phạm Thị Đoan Trang, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, Trương Châu Hữu Danh và Trần Đức Thạch. Những người này bị tù vì bị nhà nước cáo buộc có hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Nhưng chính phủ Việt Nam nói bừa rằng ở Việt Nam không bao giờ có cái gọi là tù nhân lương tâm, mà thực chất đó chỉ là những người vi phạm pháp luật. Chuyện cũ nhai lại, trong Nghị quyết 36, Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố Đảng và nhà nước ta luôn luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Nhưng cụm từ cộng đồng ở đây chỉ nêu lên được cộng đồng thiểu số thân Hà Nội ở nước ngoài, tập trung ở Nga và Đông Âu cũ và ba nước Thái, Campuchia và Lào. Bên cạnh đó còn có cộng đồng đa số người Việt chống cộng sản bỏ nước ra đi từ biến cố 30 tháng 4 75, phần lớn định cư ở Mỹ, Canada và Úc đại lợi. Trong Nghị quyết 36, Đảng Cộng sản Việt Nam hứa xóa bỏ mặc cảm định kiến phân biệt đối xử do quá khứ hay thành phần giai cấp, xây dựng tinh thần cởi mở, tôn trọng, thông cảm, tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai. Mọi người Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân, địa vị xã hội, lý do ra nước ngoài, mong muốn góp phần thực hiện mục tiêu đều được tập hợp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhưng sự thật là Đảng chỉ muốn mở cửa kêu gọi người Việt về nước đầu tư và đem kiến thức khoa học, kỹ thuật về giúp Đảng phát triển kinh tế. Theo KL12, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đến nay có khoảng 5,3 triệu người sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó hơn 80% là ở các nước phát triển. Nhưng số vốn đầu tư của Việt Kiều vào Việt Nam không nhiều, trong khi số chuyên gia về nước lại càng ít và không thường xuyên. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì tính đến tháng 11 năm 2020, người Việt Nam ở nước ngoài đã có 362 dự án đầu tư theo hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 1,6 tỷ đô từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó dẫn đầu về số dự án là từ kiều bào Hoa Kỳ, tiếp theo là Pháp, Australia, Trung Quốc và Cộng hòa Liên bang Đức. Phần lớn các dự án đầu tư của kiều bào tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với 143 dự án, vốn đăng ký 725,14 triệu đô, chiếm 39,5% số dự án và 45,2% vốn đăng ký. Các nhà đầu tư Việt Kiều đã đầu tư vào 42 trên 63 địa phương trong cả nước, trong đó dẫn đầu là Hà Nội với 79 dự án, vốn đăng ký là 476,8 triệu đô, chiếm 21,8% số dự án và 29,7% vốn đăng ký. Tiếp theo là các địa phương Long An, Bình Thuận, Hải Phòng, Đồng Nai và các địa phương khác. Các dự án đầu tư nước ngoài của kiều bào hoạt động khá hiệu quả, đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Vẫn nhạt nhòa, tuy vậy vẫn không có nhiều đầu tư của người Việt ở nước ngoài vào Việt Nam, số chuyên gia về giúp nước càng khiêm tốn hơn. Tình trạng này đã được Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Mai Phan Dũng nói với phóng viên báo cáo điện tử Chính phủ ngày 9 tháng 2, 2023. Ông Dũng nói, điển hình chỉ riêng cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ đã có hơn 150 giáo sư, tiến sĩ có tên tuổi, khoảng 200 kỹ sư gốc Việt hoạt động trong lĩnh vực khoa học vũ trụ cùng nhiều chuyên gia làm việc trong các ngành khoa học khác. Số lượng trí thức, chuyên gia, nhà khoa học về nước nói chung và hoạt động trong đổi mới sáng tạo còn khiêm tốn.
chỉ khi đạt con số chưa đến 0,1% trong tổng số gần 600.000 trí thức người Việt Nam ở nước ngoài. Bên cạnh đó, ông Dũng còn tiết lộ việc kết nối giữa kiều bào tiềm năng có nhu cầu về nước cống hiến và phát triển sự nghiệp với các bộ ngành địa phương, các trường đại học, viện nghiên cứu còn khó khăn do thiếu thông tin, hạn chế về cơ chế, ngân sách, cơ sở vật chất, chế độ đãi ngộ, xử lý và phản hồi đối với các ý kiến của chuyên gia, trí thức kiều bào. Vì vậy, ông Mai Phan Dũng đã kiến nghị chính phủ công tác thu hút nguồn lực chuyên gia, trí thức kiều bào hỗ trợ công cuộc đổi mới sáng tạo cần củng cố về nhiều mặt. Ông nói trước hết là cần thống nhất nhận thức của toàn bộ hệ thống chính trị về chủ trương chính sách nhất quán của đảng, nhà nước về củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc, trong đó có vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tiếp đến cần tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai cơ chế, chính sách về thu hút, tuyển chọn, trọng dụng, đãi ngộ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài. Trong đó cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Ngoài ra, ông Dũng còn đề nghị rà soát để bãi bỏ các thủ tục quy định không cần thiết hoặc gây khó khăn đối với kiều bào, đặc biệt trong đầu tư, đất đai, thủ tục, hành chính, vay vốn, ưu đãi thuế cho trí thức, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, các dự án đào tạo phát triển nguồn nhân lực các lĩnh vực kinh tế, xã hội ưu tiên. Du học sinh. Tuy nhiên, không thấy ông Dũng nói gì đến tình trạng du học sinh sau khi tốt nghiệp ở nước ngoài đã không chịu về nước. Cho đến thời điểm năm 2022, đã có trên 190.000 sinh viên Việt Nam du học ở nước ngoài, phần lớn ở châu Âu và Bắc Mỹ. Chính phủ Việt Nam không thống kê số sinh viên không chịu về nước sau khi tốt nghiệp, nhưng số này không nhỏ, dù điều kiện ở lại làm việc không dễ. Có nhiều lý do, nhưng phần đông du sinh cho biết họ không muốn trở về vì khó tìm được việc làm đúng khả năng chuyên môn. Hơn nữa, họ còn phải đối phó với tình trạng phe phái và tham nhũng, vì vậy trong dân gian mới có các câu vè. Thứ nhất hậu duệ, thứ nhì quan hệ, thứ ba tiền tệ, thứ tư trí tuệ, hay thứ nhất tiền tệ, thứ nhì hậu duệ, thứ ba ngoại lệ, thứ tư đồ đệ. Vấn đề ngụy quân ngụy quyền. Về phương diện chính trị, sau 48 năm bằng mặt nhưng chưa bằng lòng với Đảng Cộng sản Việt Nam và người Việt sống lưu vong, thứ ngôn ngữ hàm chứa sự khinh miệt và kỳ thị giữa kẻ thắng người thua vẫn tồn tại trong đầu lãnh đạo, vẫn còn thái độ phủ nhận chế độ chính trị ở miền Nam trước năm 75. Mặc dù bộ sách lịch sử mới của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã chính thức dùng tên Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và Quân đội Việt Nam Cộng Hòa thay cho khái niệm ngụy quân, ngụy quyền. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Nhụy, Phó Viện trưởng Viện Sử học Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, nói với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước đây, trong một số tài liệu và công trình nghiên cứu thường dùng khái niệm ngụy quân, ngụy quyền để chỉ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa hay quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay, trong giới sử học cho rằng khái niệm đó không hoàn toàn chính xác khi chỉ về một chế độ chính trị đã từng tồn tại trong lịch sử. Thế nhưng trong bài viết không thể đánh bùng sang ao phủ nhận lịch sử trong Nguyệt Sang, sự kiện và nhân chứng của báo Quân đội Nhân dân, tác giả Lữ Ngàn đã đổi trắng thay đen với lập luận. Theo từ điển tiếng Việt, ngụy là từ chỉ sự vật, sự việc mang tính giả tạo, bất hợp pháp, không chính thống, không được công nhận. Như vậy, ngụy quân, ngụy quyền là để chỉ đội quân, chính quyền không hợp pháp, không chính thống, không được công nhận. Ngụy quyền Sài Gòn trước năm 1975 là chính quyền tay sai do Mỹ dựng lên. Họ lập ra đội quân công cụ bạo lực của chính quyền tay sai ấy để thực hiện mưu đồ xâm lược nước ta, biến miền Nam nước ta thành thuộc địa. Sự thật thì ai cũng biết Việt Nam Cộng Hòa là một thực thể chính trị hợp pháp được nhiều nước trên thế giới công nhận và Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ là thuộc địa của Hoa Kỳ như xuyên tạc của Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, càng không chính xác khi bài báo ngụy biện rằng đằng sau những luận điểm ngụy tạo, đòi bỏ cách gọi ngụy quân, ngụy quyền thực chất là kiểu đánh tráo khái niệm, pha loãng, xét lại,
phủ nhận lịch sử, biến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc vĩ đại của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta thành cuộc nội chiến, huynh đệ tương tàn. Nhưng nếu miền Bắc không xua quân xâm lược miền Nam, thì làm gì có cuộc chiến huynh đệ tương tàn suốt 20 năm, giai đoạn 55-75, giữa người Việt với nhau, làm gì có trên 5.000 thường dân bị thảm sát ở Huế trong cuộc tấn công Mậu Thân 68 của quân Cộng sản. Cũng như thế, lịch sử sẽ làm rõ bên nào đã gây ra thảm cảnh ngày 30 tháng 4 năm 1975, để bây giờ, nửa thế kỷ sau, vết thương dân tộc vẫn chưa lành.